là 108 con nha anh chị các bạn. Cái đầu con chó này nó chỉ xây được 180. Chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị và các bạn nhanh thêm một cái mẫu nữa, đó là mẫu con chó cứu hộ ha. Để cho anh chị và các bạn nào cảm thấy đẹp á, thì lấy về bán. Còn ba mẹ nào cảm thấy hay á, dễ thương á, thì mua về con em chúng ta chơi ha. Thì sản phẩm này là con chó cứu hộ. Nó bao gồm hai màu nha anh chị và các bạn. Hai màu. Đó là màu màu nâu và màu đỏ. Thì màu đỏ thì cái chân nó sọc sọc ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn. Mình sẽ lắp pin vào cho con này nó hoạt động, để cho anh chị và các bạn thấy được cái sản phẩm nó hoạt động như thế nào ha, để mình dễ cập nhật. Ở đây mình sẽ tháo một con thôi ha, mình sẽ làm một con thôi. Thì những con khác nó cũng sẽ như vậy. Thì số lượng một thùng nó là 216 con nha anh chị và các bạn. 216 con, một hộp nhỏ là 108 con nha. Thì kích thước của sản phẩm này như thế nào thì anh chị có thể cập nhật vào website của em ha. Website em để dưới phần mô tả, anh chị cập nhật vào đó sẽ biết được kích thước của sản phẩm này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp pin vào ha. Sản phẩm này dùng 3 viên pin nè. Đó, anh chị lắp pin vào, pin này pin con ó ha. Con ó đỏ, ó vàng cũng được. Ó vàng hay ó đỏ gì cũng được anh chị các bạn. Ở nhà nếu chúng ta ở gia đình đó, thì cho con em ta chơi thì chúng ta dùng con ó đỏ ha, tạp hóa nó có bán. Còn như chúng ta đi buôn bán thì chúng ta dùng ó vàng ha anh chị các bạn. Thì nói chung là sản phẩm này nó cũng hai sản phẩm nào nó cũng giống nhau thôi. Rồi, mình lắp pin vào ha. Thì ở trên đây nó cũng có cái lỗ nè anh chị các bạn, cái lỗ ha. Thì chúng ta cuộn dây vào. Nó cũng giống như con heo chạy pin đó, nó cũng giống như những cái con chạy pin khác, ví dụ như heo chạy pin, hay là khủng long chạy pin, tê giác chạy pin, hay là con voi chạy pin, nó giống nhau anh chị các bạn. Đang dây chúng ta buộc vào, chúng ta rút xuống ha. Thì công tắc nó nằm ở ngoài đuôi, công tắc nó nằm sau đuôi nè anh chị các bạn. Công tắc nằm sau đuôi ha. Rồi chúng ta bật công tắc lên. Khi chúng ta bật công tắc lên anh chị các bạn thì sản phẩm nó có nhạc ha. Cái chân nó hoạt động anh chị các bạn nhìn chi tiết ha. À. Nó chạy. Thì ở trên đây á, nó có đèn ha. Trên đây là nó có đèn luôn. À, nó có bóng đèn bên này. Đây anh chị các bạn xem nè. Rồi đèn. Ở trên đây nó cũng chớp chớp ha. Và ngoài trước này nó cũng có đèn nha anh chị các bạn. Bên đây nó cũng vậy. Thì khi nó hoạt động nó chạy rất dễ thương ha. Thì cái đầu con chó này nó chỉ xoay được 180 độ thôi nha anh chị các bạn. Nó chỉ xoay được 180 độ thôi, chứ nó không thể nào xoay tròn được nha. Xoay 180 độ xoay được ha, xoay qua xoay lại, xoay qua xoay lại. Rồi, khi sản phẩm thì anh chị các bạn xem nè, nó cũng giống như chó chạy pin vậy thôi. Chạy thôi. Rất là dễ thương ha. Rồi, sản phẩm này nó cũng vậy ha. Nói chung nó có hai màu. Màu nâu và màu đỏ ha. Anh chị có thể cập nhật màu sắc và kích thước như nào thì em đã để trên website rồi đó. Nhưng mà cái này thì nó khác nhau anh chị các bạn. Nó hai màu nhưng mà nó khác nhau ha. Con chó này là như là các bé thì biết tên ha. Các bé coi YouTube thì sẽ biết được tên, tên của từng đội chó cứu hộ. Còn như mình đây review thì mình không biết tên đâu nha. Mình chỉ biết đội chó cứu hộ thôi. Đó, đây là con chó màu đỏ. Còn đây là con tên gì đó. Rồi. Rồi, một thùng như vậy là nó gồm 216 con nha. Một thùng nhỏ như thế này là nó bao gồm là 108 con nha anh chị và các bạn. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều ha.